bao nhiêu ngày trong nóng thì cuối cùng hàng đã về nha. Hàng bị kẹt tí xíu cho nên về hơi chậm trễ nha, nhưng mà cuối cùng thì hàng cũng đã về rồi. Hãng này về là hàng được có 5 màu ha. Đầu tiên là cái áo mình đang mặc ha, màu vàng, màu tím nè, hồng, trắng, màu đen nha. Màu nào cũng đẹp hết ha. Đặc biệt mình thích nhất là cái mẫu này là nó vừa không kén tủ và chiếc thun coi dạng của nó rất là thoải mái luôn. Đó, cái phần vai đẹp nhất là cái phần tay của nó ha, có pha chút lưới nha. Mặc lên mình rất là đẹp ha. Điểm như của nó là đây, và cổ của nó có khoét cái hình tam giác ha, cổ có khoét tam giác nha, cổ em có khoét tam giác nè, chiếc thun coi dạng cực kỳ tốt luôn. Các bạn xem bộ coi dạng của nó nè, coi dạng rất là đã luôn nha. Cái này mình nghĩ là mấy bạn mà từ 70-80 kg đổ lại mặc là ok ha, mặc căng không lưng ôm người rất là đẹp luôn ha, không sợ bị chụp đâu. Độ chiếc thun của nó coi dạng rất là tốt, hàng Quảng Châu, form và chiếc vải của nó mặc rất là thoải mái luôn nha. Hàng Quảng Châu em một luôn á, vải rất là láng miệng luôn nè. Cái này mình có thể phối với đồ jean, mình phối với quần sọt, quần dài, hoặc là phối với những chiếc quần giả váy của shop nè, mặc luôn một bộ như